Gian hàng bán gà vịt nè. Chị Thủy ơi, gà này nhiêu ký? Loại này thì 60, loại kia 65 ngàn. Gà ngon quá chứ, 60, 65 ngon quá chứ. 85 ngàn là ngon. Nên cái chợ em mua một con gà để ra làm khô gà cho bé Xu. Bé Xu thích ăn cơm với khô gà. Cái nhiều lúc ngon bận rộn á, không có làm đồ ăn kịp á, cái bắt nồi cơm lên rồi cho nó ăn với khô gà với nấu thêm miếng canh nữa là xong. Nhớ lựa con bự nhất nha. Có con nào 5-6 kg không? Sao người ta đồn tao nói gà da có con cái 5-6 kg có chục ký. Bữa nào có con nào mà bự nhất con bắt cho em con đi. Tối ngày đi lang thang ở trong chợ quay tùm lum ta tà la hết trơn. Gạo bên đây nha cả nhà, mình đi vô trong chợ là mình đi đường bên kia đặng kiểm soát mới được. Ở đây không cho mình đi. Mát mẻ quá. Ngay bờ sông thì mặc dù nó nắng thiệt nhưng mà gió thổi mát ghê mọi người. Chợ lúa gạo gì thịt heo. Khoảng 5 ngàn nè, 3 đồng đi nhiều. Mỡ nhiều quá. Ba rọi. Ba rọi, ba rọi rút xương này 80 ngàn phải không? Dạ, dạ. Dạ, chị ba cắt ghế chị ba. Lấy khúc trên nha em nha. Lấy cái này nè. Dạ, dạ đúng rồi. Ký thôi nha chị, thấy nhiều á. Trời đúng rồi đó. Quay cho ai coi à? Em làm YouTube gì? Ký 3 chị. 83 24 đã 100 ngàn đi, xong đã 400. Rồi. Vậy đó, cắt về, bán về 100 mẫu hết cả nhà, người dư 200 300 g, 200 g là chút xíu là hết nguyên sạp luôn á. Mấy bà bán thịt heo vậy chứ hay lắm. Chứ không lẽ giờ 200-300 g đi cắt bỏ lại phải không? Đúng rồi. À, vậy đó. Nó đúng rồi đó. Chiêu rồi, cái chiêu của mấy bà bán thịt heo hay lắm. Dạ. Có nước sốt cà nữa hả? Có chứ. Ngân rất là thích ăn cái nước sốt cà này mọi người. Bên nào mất nè. Bánh. Chú mua trước thì chú mua đi. Còn có cá tép thì mình mua rồi ăn liền thì ăn, không ăn liền mình để dành đó mọi người. Cá tép tươi với lại tùy loại, nhiều khi có bữa có bữa không. Ở quê vậy mọi người, nhiều tùy theo con nước đánh bắt á, đánh bắt cá. Bánh mì ở quê vậy chứ ăn ngon lắm á mọi người. Người ta dồn với nước sốt cà đặc biệt. Cô ơi bán nhớ chừa cho con nha, con nhường cho mấy người tới sau luôn nè. Trời ơi, đứng này đợi luôn á. Ở trong đây cũng có thịt nữa nè. Nước sốt này cũng có thịt nữa mọi người. Nè, chả cá chả lụa đầy đủ. Dạ đúng rồi. Thịt heo. À, cho vài cọng ngò thơm thơm. Rồi còn hai ổ kia bình thường nha. Dạ, hai ổ. Hai ổ kia là nước sốt cà thôi. Rồi sao? Không có để thịt gì. Không để thịt gì hết. Dưa leo vô chua. Dưa leo vô chua. Cũng như là bánh mì chan. Đúng rồi, bánh mì chan á. Ừ, ở dưới quê kêu là bánh mì chan. Bánh mì chan nước hồi xưa ăn đi học 500 đồng ổ á mọi người. Ăn cái này nhớ kỷ niệm hồi xưa dữ lắm. Ngồi. Dạ. 500 đồng ổ bánh mì chan mà ăn ngon lành luôn, thiếu ăn luôn á trời. Ngồi giờ ngồi mua cái xong mới ngồi góc ăn nhớ lại hồi xưa. Dạ. Ăn hết 500 mày để dành 500 bỏ ống. Có khi ăn hết luôn, thiếu ăn. Dạ. Hồi đó còn xài giấy 200 đồng nữa. Dạ. Dạ, vậy hả cô? Thời con hồi nhỏ là giấy 50 đồng, với 100 đồng, với 200 đồng, 500 đồng. Ôi, có ai nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ không ta? 200 đồng khoai lang ăn á. Không được như mấy đứa nhỏ vậy, ăn hủ tiếu, ăn phở, ăn sáng sớm, ăn phở rồi đâu. Nhiêu tiền cô? 16 ngàn. Dạ, trời ơi, ba ổ 16 ngàn, ghẻ quá trời ghẻ luôn. Ghẻ ghê luôn. 16 ngàn đồng. Trời ơi. Ổ thịt thì mùi. Khỏi lẹt. Phải không, có bán lộn không nha? Rồi tính kỹ nha. Trời ơi, 16 ngàn đồng ba ổ. Rồi. Ổ trang là có 3 ngàn hả? Ổ trang 3 ngàn.
khẩu trang về là mọi người ăn no bụng luôn á, 3.000 đồng. Nói trang vậy thôi nhưng mà có thịt thịt xíu mại nè mọi người. À, sáng giờ bán mấy cái thùng xé rồi con? Bán còn đi còn lại chắc được tận hả? À vậy hả? Con tưởng đâu tháng giờ bán chục cần rồi chứ. Từ hôm bữa dịch bệnh giờ không có bán, nó thấy bánh mì nó mừng quá nó mua giùm cho con. Bánh mì bán chục cần cũng mau giàu lắm á. Ừ, đúng rồi. Thôi để con trả tiền cho cô, nó nói nhiều quá. Thôi đi. Anh đang đi bên hông chợ nè mọi người. Bán gì cũng có hết trơn. Dép của em bé. Nguyên một cái sạp khô luôn nè. Khô lồ đồ đồ quá trời luôn. Khô lưỡi trâu, khô cá chỉ vàng, khô khô cá gúng nè. Rồi khô cá liềm kiềm biển. Rồi cá khoai nữa. Cá khoai này nướng ăn ngon. Khô cá hố trời, khô cá hố hấp cơm với lại bùm xòi nha. Ngon lành. Nhà mua cái gì ta? Cá tép nè. Rồi có tép xong ngon ngon mua để dành. Tép này đi. Cái gì chạy, cái gì lan. Dạ, tép ở khác em mua chị. Đang đang kiếm mà tép xong rồi nè. Tép bạc, bạc xong mà tép thiên nhiên á. Ôi ôi, tôm quá trời. Rồi quá trời luôn, gian mắm, nguyên một mắm tôm luôn, một cái chục mắm luôn cả nhà. Ôi, chục mắm tôm luôn. Trời ơi, bữa nay có cua đồng nè. Cua lại nhiêu ký hả? Trời ơi, rẻ dữ hả? Lương. Thôi cho mang lương. Mua nhiều á, cho nên có cua chứ bình thường dễ gì. Kiếm một con không ra luôn. Ngân hàng cá tre, quen thuộc của Ngân hay mua nè mọi người. Chắc cũng chút cũng ghé mua cá tra vậy ăn. Đó, chị bán cá tra là mối quen đó. Trời ơi, tạo nét nữa nè. Ngày mơ lên YouTube coi, mơ mốt lên YouTube coi nha. Ủa, là đi quay YouTube luôn hả? Ừ. Quay để lại cái điểm thôi chứ. Đâu có. Cá tra đi. Mua cá tra cho em bắt lên cái vỏ thì đi quay luôn. Chút quay lại, để đi vòng vòng. Cá ngét nha. Trời ơi. Cá ngét này chắc mắc à. Trăm mấy, 200.000 ký rồi. Cá sông thiên nhiên mà cá ngát đâu có ai nuôi đâu. Đó. Cá này là ơi, cá dứa con con gian hàng này bán tép mà ngon rồi mọi người. Bên kia hết rồi không có, chắc ăn đi thấy. Tép bạc này nhiêu chị? Tép bạc này 130. 130 hả? Cái này dụng quá nhỏ. Còn à, tép bạc non nè mọi người. Trời, cái tép này chiên bánh xèo ăn cũng ngon lắm á. Ừ, tép đó hết số rồi. Tép đó bạc non nhiêu? Bạc non, cái này 70 đó anh Tâm. 70. Ờ. À. Cân cho em 1 ký nha. Rồi, dạ. Hả? Cá bún tự em đâu có ăn gì đâu. Cá này nhiêu ký? 160. Cá này ăn ngọt dữ lắm luôn. Cá thiên nhiên à. Dạ. Cá này thiên nhiên mọi người. Nấu canh chua ha. Chiên giòn rồi nướng ngon nhất là nướng. Cái còn cá bóc khổng lồ, cá cốc khổng lồ con này chắc cỡ 2 ký mấy. Ăn thịt nó béo dữ lắm ở cả nhà nhưng mà xương nha. Cá cốc dạ. Cá cốc dạ, cá cốc cốc 2 ký. Vậy hốt hết mấy con đó luôn đi, trời chừa cho với mấy con để sao bán. 28.000 là cái phần tép nhỏ này nè, 70.000 ký, 4 lạng. Còn đó là 120 ký. Trời ơi, có ăn gì đâu mà có cơm ta. Cái cơm thấy ham á nè. Cơm sốt ngày đi mà. Ngon ngon đang để dành cả nhà. Chợ hôm nay cũng đông vui xôn xao nè mình. À, cá này là 50.000 hả? Ừ. Còn cá này là nhiêu? Lựa ra giờ đấy cũng 35 nè, trong này lựa ra. 35 hả? Ừ. Tính em 30 luôn đi. Rồi. Em lấy 1 ký nha. Rồi rồi. Biết chưa mọi người, bà Út Ngân gửi mua để cho mấy con bún con na, mấy con kia á, bún con na lùng á. Chốt nó đi chị. Kho cho tụi nó ăn á. Rồi này 1 ký luôn nè. Kho cho mấy em ăn. Dạ. Có tép tép bụng sen nữa nè cả nhà. Rồi có 20.000 dĩa thì cũng coi 600 gram cá rồi. Cá này về chị. Chủ nhân gửi mua cá nè mọi người.
con na con bún luôn nó mất tiêu rồi. À, cảm ơn. À, 1 kg 30.000 út, cũng rẻ ha. Tươi rẻ. Dạ. Kho hả, chiên gì vậy nè, chan với cơm á, trộn với cơm cho nó ăn. Cưng ba ẻm này ghê không? Hồi trước bà út mua nuôi cái chục con nữa. Nuôi nó quậy quá, chịu không sể nên chia ra bớt. Hồi một chục con đó, một ngày chắc bà út cho nó ăn là 10 ký cá luôn. Hơi bị hao á. Hả? Ăn nhiêu cũng hết, tại mình chan từ từ thôi. Dạ. Bánh mì thịt. Bé Xu được ưu tiên ăn bánh mì thịt chả này mọi người. Chan nước sốt cà nữa ha. Mẹ nó ăn vậy thôi. Dịch bệnh không làm ra tiền ăn vậy được rồi. Đây, cho con gái nè. Ăn nên có sức học bài nha con. Ngoài nửa ổ, ngân nửa ổ. Cho cha một ổ. Mua 3 ổ mình bánh mì 16.000. Ăn vậy được rồi. Ăn thịt ngán nha. Con thấy ăn vậy. Ngọt ngọt. Cái nước cà nó ngon lắm. Nồi cơm, củi. Chỗ này đi khéo nha. Bật ngửa là nó nấy găng ngôi lẫn lộn luôn. Ngân khoe với mọi người nè. Nhà Ngân còn một cái món rất là cổ luôn. Đồ cổ nè mọi người. Cái tivi này cha Ngân mua lâu lắm rồi nè. Thời bây giờ thì nó không có quý, nhưng mà thời lúc mà mua được cái tivi này rất là quý luôn á. Sony mà xài bền lắm, xài tới bây giờ luôn nha cả nhà. Chỉ cần mình vô mạng internet xong rồi cái người ta cung cấp cái đồ bóc cho mình á, rồi là vô mạng được luôn, rồi coi YouTube được luôn mọi người. Lợi hại ghê không? Bây giờ cả nhà mình chắc không có ai còn cái tivi này ha. Chỉ có mỗi nhà, Ngân nghĩ là chắc ở nhà của Ngân thôi. Bữa nay Ngân làm món gỏi cuốn tép rang với lại thịt luộc. Món này ở quê Ngân hay ăn nè cả nhà. Cái tép này Ngân cũng đã rang rồi, mình cháy tỏi xong cái mình nêm đường, nước mắm, một ngọt, hạt nêm, rồi thịt luộc. Rồi Ngân sẽ cuốn cùng với lại dưa kiệu ngâm nước mắm nè, giá, rau thơm, xà lách, rồi hẹ, với lại bún, rồi mình chấm với lại tương xay. Tương này Ngân nấu lên nè, mình nêm đại lại chút đường, chút ngọt, nêm tỏi ớt rồi vô cả nhà. Rồi với lại nước mắm tỏi ớt nữa. Này ai muốn ăn gì ăn ha. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ăn gỏi cuốn nha. Nó bụng quá à. Mấy cái này của nó lại. Nó xu. Cuốn của con nhìn dưới đây nè. Tại con cuốn đẹp quá à. Nè con. Cuốn của bé Xu dễ thương lắm cả nhà. Mày để đây cho con nha. Nè con. Nó cuốn 5-6 cuốn gì á cả nhà. 5 cái hả? Con ăn đi. Cái nhỏ xinh xinh thương quá à. Tại vì do làm cái bánh chén nó không ngon, cái mình cuốn nó bị bể rách cái chồng 2-3 cái bánh luôn á. Có cuốn tới 3 cái bánh luôn á cả nhà. Nói chứ ai làm, nói chứ con làm gì khéo khéo, nhưng mà gỏi cuốn nha con cuốn nhiều khi cuốn không đẹp cả nhà. Nách gì con? Nhân nách hả? Ngân chấm tương chút xíu rồi ăn với nước mắm tỏi ớt. Đầu tiên mình ăn tương trước nha. Nói. Ăn bữa cuốn thì ngon rồi. Tương làm ngon rồi. Tương hả? Tại Ngân làm đơn giản á. Chứ nếu mà mình xiên á, mình để nước cốt dừa vô mình nấu chung với tương á, ăn béo hơn.
à, mình để bơ đậu phộng cũng được nữa. Bữa nay thiếu đậu phộng, không có rang đậu phộng luôn cả nhà. Sớm giờ cũng lu bu á, nó thời gian làm á nha. Cái tép nó thơm thơm, giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt nhẹ thôi. Ở luộc mềm, rau bún mình chấm vô tuôn ăn hợp ghê ghê luôn cả nhà. Thu có gừng nó nổi bạn rồi. Đối diện bên kia là con đầu bóc, ngồi đây nó kêu biết. Như nhỏ để hai chữ ớt này dính nước mắm. Trời. Cây ăn nước ớt không à. Cắn cái hầu quá trơn. Nói vậy chứ mình thắt xác thịt mỏng cuốn ăn không có đậm đà, không có cái vị bằng thắt thịt dày dày một chút đó cả nhà. Ăn nó béo ghê á, trúng miếng thịt cái nó đã gì đâu luôn. Thôi nào giờ nó ít ăn lỗ vốn mà nó ưa nó hồi nhỏ nha, nó từ ngày mà nó hơi lớn xíu cái tự nhiên nó ăn được tới giờ luôn cả nhà. Giờ ăn bò bí ở cuốn rồi ăn dữ lắm. Cuốn thường thôi nha. Nhớ thường. Gọi chút. Dạ, cho giò. Anh đi Trang cũng cho giò. Chết tiệt. Cái này đó. Tại bữa nay bà Hai Hến ở chỗ chợ cũng ngon, bóng có bán mắm cá phèn. Chứ cái món gỏi cuốn này mình chấm mắm cá phèn trộn với đu đủ ăn là đúng bài luôn cả nhà. Ngon cực kỳ ngon luôn. Ngon hơn ăn mắm nêm luôn. Mà Hai Hến tụi bữa dĩnh là nó nghỉ luôn á. Tụi bữa phát bùng phát mạnh á. Chứ hồi trước là ngon ăn mua mắm bả thường xuyên luôn. Thắng nước quá. Nhưng mà cả nhà uống cà phê sữa nha. Bé Xu uống là sữa tươi không đường. Nhà ngoài không có uống. Ơi. Ngon quá à. Ăn cuốn cái muốn ăn thêm cuốn nữa. Đổ thịt gam với là thịt ruột mà cuốn với con tép này nè. Thì cái thịt gam nó hơi cứng hơn xíu nhưng mà ăn nó thơm hơn cái thịt luộc xíu. Còn mình cuốn thịt luộc này với cái con tép này thì cái thịt nó mềm hơn, nó béo hơn, nó ngọt hơn. Nói chung cuốn với nào cũng ngon chứ. Mỗi cái mỗi vị. Nhưng mà con tép này là đặc biệt là luộc. Cuốn cái này là ăn trước quốc à. Phải rang lên nó mới thấm mới ngon. Thịt ngọt. Con tép này đặc biệt nó ở quê ngon nó hiếm lắm cả nhà. Nó huống chi Sài Gòn. Rồi dịch tép sông thiên nhiên. Mà không phải lúc nào cũng có cả nhà. Tùy theo tháng. Sau mùa á. Rồi đi cào đi thả lưới. Đi trải đáy có khi có hay không nữa, cho nên là hả miễn ở ngoài chợ mà vừa có là người ta chợ người ta mua liền, mình đi trễ là không bao giờ tới mình lượt mình mua cả nhà. Nhiều anh chị ở nước ngoài á nhiều khi thèm món ăn Việt Nam dữ lắm luôn cả nhà, nhưng mà đâu có đâu đấy ăn. Nhiều khi ngon ở đây mà cái con tép này ngon mua, còn nhiều khi có hay không nữa là huống chi ở nước ngoài cả nhà. Hến thì cũng đông lạnh ra ngoài, sầu riêng, mít, đông lạnh hết. Ở nước ngoài đa số là người ta ăn đồ đông lạnh nhiều nè. Chứ ăn đồ hộp, có anh chị vô bình luận kênh đúng không? Nói là ở Việt Nam hồi xưa là mỗi bữa cơm ăn là nấu ngày 3-4 món. Từ ngày qua Mỹ cả nhà. Ngày ăn có 1 món. Không có thời gian làm cả nhà. Rồi đa số là ăn đồ hộp cả nhà.
cho nên Ngân hay quay mấy cảnh quê rồi Ngân quay lắm đụng đông Ngân quay đó, cho nên để cho cô chú với các anh chị rồi ở xa không có về quê được coi cho đỡ nhớ nhà cả nhà. Thì cũng có một số bạn thích coi đi vô đồ ăn luôn chủ đề nấu gì á, còn một số bạn thì không thích xem đồ ăn, thích coi đồ ăn nghiến ngán, giờ thích quay cảnh. Bởi vì Ngân cũng không biết, Ngân cũng không biết làm sao mà để chiều ý được tất cả mọi người nữa, cho nên là nếu nhiều khi mình thích coi đồ ăn thì mình có thể mình tua vô, mình thích coi cảnh thì mình cứ coi từ từ coi từ đầu tới cuối luôn. Hết tương ấy, con tương. Ừ, ăn tương ngon không? Ăn nữa mà. Ừ. Cái dưa kiệu giòn giòn ngon quá. Bây giờ Ngân quên nói cả nhà. Không bỏ tép vô cho cố con. Trời ơi. Thôi ăn tép, bỏ tép vô cái ăn lừa lại trơn á nha. Vậy có ăn không hả? Mấy giờ ăn không xong ăn rau. Ăn tép thịt gì đó. Rau với anh thịt nạp. Tép. Không ăn bún rồi. Mỗi cắn này hả? Không chừng mỗi cắn con nha. Mỗi cắn rồi. Mắm ngon. Mắm ngon ha. Ê, chưa ăn nước mắm nhưng cũng biết nước mắm ngon. Ừ. Tại vì hôm qua hôm kia ăn gì quá nè, ăn rồi. Nói chung mà làm YouTube mà thì mình chỉ mong đợi là mọi người xem xong thì nhớ bấm đăng ký rồi like, chia sẻ và bình luận góp ý để cho mình có thêm động lực đó cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cà phê Trung Nguyên ngon. Uống béo béo thơm thơm. Có bánh hoa ngọc đó cho hả? Không. Thấy mà. Đợt sau ba Xu gửi, còn bà nội gửi đợt trước. Ừ. Ba nội gửi đợt trước là cà phê răng xay. Cà phê răng xay cũng ngon. Uống cà phê ghiền là uống cà phê răng xay với cà phê Trung Nguyên á, nó phê lắm.